chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Lộc trời ban xuống, vận may liên tục kéo đến, tiền bạc ào ào đổ về như mưa, sống cuộc sống an nhàn giàu sang sung sướng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, theo các bậc thầy tử vi hàng đầu phương Đông, thì trong đầu năm 2024, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, không được thuận buồm xuôi gió, gặp phải nhiều điều khó khăn trong cuộc sống, sự nghiệp và tiền tài cũng không mấy khởi sắc, họ cố gắng làm quần quật cả ngày đêm cũng không ngóc đầu lên được. Nhưng thật bất ngờ, bước sang nửa cuối của năm 2024, con giáp tuổi Giáp Dần có một sự may mắn không hề nhỏ. Họ có cơ hội nổi bật một cách ngoạn mục khiến ai ai cũng phải ngỡ ngàng, một bước trở thành đại gia, xóa sạch nợ nần, may mắn tới chạm đỉnh. Quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, Giáp Dần đã bao giờ tự hỏi liệu một người hùng và một kẻ hèn nhát có thực sự khác biệt? Thực ra cả hai đều là con người, đều sợ chết, sợ thất bại và sợ thua cuộc. Điểm khác biệt duy nhất là người hùng dám đối mặt với nỗi sợ để làm điều cần phải làm, trong khi kẻ hèn nhát lại từ bỏ khi gặp khó khăn. Trong cuộc đời của anh chị, chắc hẳn đã có những khoảnh khắc Giáp Dần phải đưa ra quyết định, Giáp Dần có thể trở thành người hùng của chính mình, vượt qua nỗi sợ và làm điều đúng đắn, hoặc Giáp Dần có thể lờ đi thuận theo số đông hay để mặc cuộc đời quấn đi không làm điều mình cần phải làm. Giáp Dần đã trải qua những tháng năm tuổi trẻ đầy ngông cuồng, nhưng cũng có lúc mất đi cá tính. Từ khi nào, Giáp Dần trở nên sợ hãi và chỉ biết mong muốn mà không dám thực hiện quá nhiều tổn thương, quá nhiều biến cố, quá nhiều thua thiệt và ngang trái, đã dễ dàng làm suy yếu sự kiên cường của con người. Thưa quý bản mệnh tuổi Giáp Dần, chúng tôi biết mình không phải là thần thánh, không thể ban cho anh chị sự giàu sang, phú quý. Nhưng chúng tôi có thể giúp anh chị dự đoán những sự kiện sẽ xảy ra trong 3 tháng cuối năm để anh chị có thể cải vận, thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy thành công từ chính đôi bàn tay mình. Nếu anh chị vẫn còn hiện diện ở đây, hãy đăng ký kênh để cho chúng tôi biết nhé. Quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, Giáp Dần giờ đây không còn tự do, tự tại như trước nữa, trên vai gánh nặng trách nhiệm, trong lòng mang nhiều lo toan, sự do dự không dám mạo hiểm là lẽ thường tình. Nhưng Giáp Dần nên nhớ rằng, nếu không có cơ sở mà mạo hiểm đó mới là ngu dại. Còn nếu có cơ sở, có niềm tin và dám cược bản thân cho những điều mình tin tưởng, đó là sự quyết đoán. Đừng chọn những điều Giáp Dần không hiểu hay chỉ dựa vào may mắn. Hãy tin vào chính mình, làm việc chăm chỉ, học hỏi chuyên tâm, kỷ luật nghiêm ngặt. Chỉ cần như vậy, Giáp Dần sẽ đạt được điều mình muốn. Hãy nhớ rằng, 3 tháng cuối năm 2024 là thời kỳ của anh chị. Thời gian này là để xây dựng, tạo dựng và đạt được những thành tựu lớn lao. Giáp Dần mới chỉ sử dụng hết 50% khả năng của mình, nửa khả năng còn lại đang ngủ dùi, phần vì lười, phần vì dội, phần vì ngại, phần vì thiếu kỷ luật và ý chí, kiên định. Hãy nghiêm túc một lần hết mình, một lần thực sự cố chấp và bất khuất, một lần khi sức trẻ còn sức khỏe, có tư duy dồi dào, năng lực phong phú, rất thích hợp để dựng nên những điều lớn lao trong cuộc đời. Nếu Giáp Dần lựa chọn không làm được đâu, làm sao được thì đó là quyết định của anh chị. Cuộc đời Giáp Dần có quyền lựa chọn. Con người Giáp Dần có quyền thể hiện. Nếu để thế nhân đồng hóa để những lời nói tiêu cực kéo lại, thì đó là quyền của anh chị. Chỉ mong nhiều năm sau, Giáp Dần đừng tự trách mình đã uổng phí tuổi thanh xuân vào giai đoạn trung vận 3 tháng cuối năm 2024. Xét tổng quan vận trình tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tử vi tuổi Giáp Dần 3 tháng cuối năm 2024 cho thấy năm xung khắc với ngũ hành lưu niên, nhưng đồng thời được nhiều cát tinh trợ mệnh. Để giải dây, người tuổi Giáp Dần có nhiều thách thức cần vượt qua và cả những cơ hội để bứt phá. Về phương diện công việc, Giáp Dần được những sao tốt chủ về công danh như chính ấn và chính quan chiếu mệnh, nên vận trình có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt nam mệnh sẽ có nhiều không gian phát triển hơn nữa nhờ có sao Thái Dương hậu thuẫn. Tuy vậy, vẫn còn đôi chút gập ghềnh do tính đa nghi của Giáp Dần trở nên mạnh mẽ hơn trong 3 tháng cuối năm nay. Về tài lộc, công việc ổn định nên thu nhập của những người tuổi Giáp Dần cũng được đảm bảo. Chỉ cần Giáp Dần chăm chỉ thì không lo thiếu ăn thiếu mặc, việc làm ăn kinh doanh trong 3 tháng cuối năm túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về. Về chuyện tình cảm,
Do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm không tốt như Giáp Dần mong đợi. Hiểu lầm có thể là nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của con giáp này, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân. Về sức khỏe, con giáp này nên chú ý vấn đề vận động, luyện tập thể thao. Lười vận động không tốt, vận động quá sức cũng hại sức khỏe. Giáp Dần nên tập luyện cân bằng và phù hợp để đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế chấn thương và nguy cơ bệnh tật. Sau đây sẽ là phần luận giải cụ thể tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trong 3 tháng cuối năm 2024. Xét về phương diện sức khỏe, 3 tháng cuối năm, sức khỏe của tuổi Giáp Dần có thể gặp tình trạng lao lực do làm việc quá sức, mải mê quá với công việc mà bỏ bê việc chăm sóc cơ thể. Bản mệnh nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ. Đặc biệt, chớ nên bỏ bữa dù bận rộn đến đâu, bởi thói quen xấu này có thể gây ra nhiều hệ lụy cho dạ dày và đường tiêu hóa của Giáp Dần. Bên cạnh đó, Giáp Dần cũng nên chú ý vấn đề vận động, luyện tập thể thao. Lười vận động không tốt, nhưng vận động quá sức cũng hại sức khỏe. Giáp Dần nên tập luyện cân bằng và phù hợp để đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế chấn thương và nguy cơ bệnh tật. Ngoài ra, cần chú ý đi đứng cẩn thận, hạn chế tới những nơi sông nước hay đèo cao, vực sâu nhiều âm khí, kẻo dông thần gây họa, tính mạng có thể gặp bất trắc. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, 3 tháng cuối năm ngũ hành xung khắc, dự báo đường tình duyên của Giáp Dần đối mặt với khá nhiều trở ngại trong 3 tháng cuối năm này. Với các cặp đôi, hiểu lầm liên tục xảy ra nhưng không được tháo gỡ kịp thời, có thể là nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của con giáp này với nửa kia. Nếu có thể tránh những chủ đề nhạy cảm của cả hai ngay từ đầu, vấn đề có lẽ đã không nghiêm trọng đến vậy. Đáng lo ngại hơn cả là có dấu hiệu người thứ ba xuất hiện, cố gắng chen chân vào giữa hai người. Khi khoảng cách giữa đôi bên ngày càng lớn, những trận giận hờn chính là cơ hội tuyệt vời để kẻ đó phá hoại tình yêu mà hai người đã vất vả xây dựng lên. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, 3 tháng cuối năm, tuổi Giáp Dần có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau nửa đầu năm đầy chật vật trước đó. 3 tháng cuối năm 2024 cũng đánh dấu bước trở mình của con giáp này ở phương diện công danh, sự nghiệp khi được khá nhiều các tinh hậu thuẫn. Dù ở môi trường nào, tuổi Giáp Dần hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình. Nhờ được cả sao chính ấn và chính quan chủ về công danh chiếu mệnh, đây sẽ là cơ hội để Giáp Dần lấy lại những gì đã mất trong 3 tháng cuối năm. Có thể thấy, con giáp này đang tự tạo ra động lực cố gắng cho bản thân, bởi nếu không tự mình có đam mê, sẽ rất khó có ai đó hay việc gì đó đủ năng lực để khiến Giáp Dần thay đổi suy nghĩ. Trong 3 tháng cuối năm, Giáp Dần cũng khá hăng hái khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, qua đó khẳng định vị trí của mình. Nếu được trao cơ hội bồi dưỡng, Giáp Dần nên nắm chắc để trang bị cho mình những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc. Đừng ngại gia chạm, bởi phải có gia chạm và cạnh tranh, Giáp Dần mới dần tốt lên mỗi ngày. Thêm cả sự xuất hiện của sao Thái Dương, các tinh này có lợi cho nam mệnh hơn nữ mệnh trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Nhờ vậy, Giáp Dần có thêm sự xông xáo, dám nghĩ dám làm, dám đánh đổi để theo đuổi mục tiêu. Tưởng chừng mọi thứ cứ tiếp tục suôn sẻ như vậy, nhưng do ngũ hành của Giáp Dần tương khắc với ngũ hành lưu niên, nên khó khăn cũng có thể ập tới bất cứ lúc nào, nhất là vào những thời điểm bản mệnh chủ quan lơ là. Đặc biệt, 3 tháng cuối năm Giáp Dần còn bị sao Trực phù chiếu, sự đa nghi của Giáp Dần trở nên mạnh mẽ hơn. Bản mệnh khó tin tưởng vào người khác trong quá trình làm việc chung, nên có thể bỏ lỡ những cơ hội hợp tác tốt đẹp. Con giáp này có xu hướng muốn tách biệt làm việc độc lập, bởi cho rằng mọi thứ mình làm chỉ có mình mới hiểu và nắm chắc, có bàn tay người khác nhúng vào rất dễ nảy sinh xung đột. Song cũng bởi thế mà mọi việc phải tự thân một mình cố gắng, đôi khi vất vả mà còn không được ghi nhận xứng đáng. Vì sức người có hạn, Giáp Dần cũng nên tiết chế cảm xúc, chớ nên nóng nảy trong cách động làm việc và lời nói. Dù có muốn thể hiện quan điểm của mình tới đâu, cũng nên chú ý hoàn cảnh, kẻo rước thị phi vào người. Xét về phương diện tài lộc, tử vi 3 tháng cuối năm của tuổi Giáp Dần dự báo về phương diện tài lộc, dù trong năm không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của Giáp Dần không đến mức đáng ngại, vẫn có cơ hội kiếm tiền đầy túi nếu thực sự kiên trì và tỉnh táo. Với người làm cố định,
Công việc việc ổn định nên thu nhập của bạn cũng được đảm bảo. Chỉ cần Giáp Dần chăm chỉ thì không lo thiếu ăn thiếu mặc. Bên cạnh đó, Giáp Dần cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh. Việc làm ăn kinh doanh trong 3 tháng cuối năm túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về. Giáp Dần cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao, những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn đấy. Nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng, bản mệnh đừng nhìn ở hiện trạng mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi đưa ra quyết định nhé. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp Giáp Dần hạn chế nhiều rắc rối. Nhất là khi có người nhiều kinh nghiệm can ngăn thì đừng cố làm ngược lại để thể hiện bản thân. Trong lúc này, vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, vì thế bạn cũng nên hạn chế tối đa việc cho người khác vay mượn. Sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch trong 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, người tuổi Giáp Dần hãy tự tin phát huy những điểm mạnh của mình. Bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, trở thành một điểm sáng trong tập thể, khiến lãnh đạo phải chú ý và tạo cơ hội để cất nhắc. Cục diện tam hợp đem tới nhiều điểm sáng cho công việc của bản mệnh. Bạn phát huy được ưu điểm của mình, cũng như tập trung nghiêm túc có trách nhiệm nên tránh được nhiều sai sót, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn. Chắc chắn lãnh đạo sẽ rất ấn tượng với những việc bạn đã làm và sẵn sàng dành cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân. Tương lai bạn sẽ giữ một vị trí cao hơn trong tập thể. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Hãy mạnh dạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù có đạt được thành công hay được đánh giá cao đến mức nào, bản mệnh cũng không được cho mình cái quyền kiêu căng, coi thường người khác. Bởi hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ chờ bạn sơ sẩy là rắc rối sẽ xảy ra. Con giáp này nên chú ý đến cách hành xử với mọi người xung quanh. Đặc biệt cần nói năng cẩn trọng, có cách ứng xử linh hoạt, phù hợp với những tình huống khác nhau. Bạn không nên tỏ vẻ coi thường người khác, coi thường những công việc quen thuộc, kẻo sẽ rất dễ vướng vào những khúc mắc không đáng, khiến hình tượng của bản thân bị ảnh hưởng. Xét về phương diện tài lộc, tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Giáp Dần thấy rằng con đường tài lộc cũng có những điểm sáng đáng kể. Bạn có thể thu tiền về đầy túi, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, những thành tích cao trong sự nghiệp giúp bạn sở hữu một túi tiền rủng rỉnh. Chắc hẳn chẳng có lãnh đạo nào lại keo kiệt không dành phần thưởng cho một nhân viên xuất sắc như bạn. Cầm khoản tiền hậu hĩnh trong tay, bạn lại càng cảm thấy có động lực hơn và tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân, nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại. Bạn có một đội ngũ khách hàng thân thiết và trung thành, nên khoản tiền thu vào túi lúc nào cũng ổn định, không phải sợ hãi trước sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên, cũng có những lúc con giáp này cần để ý đến cách hành xử của mình, chớ nên cứ xử một cách cứng nhắc hoặc chủ quan, coi thường những công việc đã quá quen thuộc. Mọi điều bất trắc vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế cứ cẩn thận vẫn hơn. Tháng này tình trạng sức khỏe suy giảm, khiến cho bản mệnh phải tốn thêm một khoản tiền chạy chữa. Do đó, tốt nhất khi cầm tiền trong tay, bạn chớ nên tiêu xài hoang phí, hãy luôn để dành một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ, để khi sự cố không mong muốn xảy ra, bạn sẽ không rơi vào cảnh bị động. Xét về phương diện sức khỏe, dù các phương diện khác trong cuộc sống đều có dấu hiệu phát triển đi lên, song tình trạng sức khỏe của người tuổi Giáp Dần lại đang dần suy giảm. Con giáp này cần nhắc mình duy trì lối sống điều độ, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn, không nên làm việc quá sức kẻo ngã bệnh. Hung tinh Bạch Hổ xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo bản mệnh có thể bị họa huyết quan trong tháng này. Vì thế, bạn cần đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, tránh làm việc khi mệt mỏi, thiếu tập trung kẻo gây ra sự cố đáng tiếc. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi bất thường, bạn cũng không nên giấu bệnh mà cần sắp xếp thời gian đi khám ngay,
Phát hiện bệnh càng sớm thì quá trình chữa trị càng đơn giản, nhanh chóng và ít tốn kém hơn. Khẩu quyết, làm việc có kế hoạch giúp bạn thoát được những rắc rối trước đây. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số may mắn, 94, 22 và 68. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, Giáp Dần hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khăn và thách thức trong tháng mới. Khi bất ổn, mọi việc rất dễ bị chệch khỏi tính toán ban đầu của con giáp này. Công việc có dấu hiệu chững lại khá rõ, kế hoạch liên tục vấp phải trở lực không phải do nguyên nhân khách quan, thì cũng là những vấn đề đến từ tinh thần sa sút của bản mệnh gây nên. Dù bản mệnh đã rất cố gắng vất vả ngược xuôi, nhưng thành quả thu về không đáng kể. Đã vậy, tiểu nhân luôn nhăm nhe gây đủ trò khó dễ, khiến bạn tốn càng nhiều công sức để đối phó. Việc mình chưa xong đã lại lo lắng chống đỡ những kẻ lòng dạ xấu xa, chỉ rình rập để thừa cơ cướp công đoạt sức, ăn chặn thành quả của bạn. Bản thân Giáp Dần đã cố gắng nhẫn nhịn nhiều lần, nhưng dường như bạn càng nhường thì kẻ tiểu nhân kia càng được đà lấn tới. Có lẽ bản mệnh cần tìm cách đối phó hiệu quả hơn thôi. Bạn có thể không phải là người thích gây hấn làm to chuyện, nhưng cũng đừng quá nhún nhường mà để kẻ tiểu nhân được đằng chân lân đằng đầu. Trong mỗi trường hợp, hãy thể hiện rõ ràng quan điểm của mình và tránh lo chuyện bao đồng, cũng vì chuyện này mà bạn sinh tâm lý chán trường. Nguyệt lệnh lâm mộ càng khiến Giáp Dần cảm thấy uể oải, mất phương hướng, thậm chí muốn bỏ cuộc giữa chừng. Lúc này, nếu không được giúp đỡ để vực dậy tinh thần, con giáp này sẽ rất dễ buông xuôi, bao nhiêu công sức trôi sông trôi biển. Hãy cứ coi như tình hình chung hiện tại là cơ hội để rèn rũa bản lĩnh của mình. Chẳng có đường tới thành công nào trải toàn hoa hồng, ai cũng phải nếm trải chông gai, đổ mồ hôi và cả nước mắt mới có thể chạm tay tới cái đích mong ước. Chỉ cần Giáp Dần giữ vững niềm tin rằng mọi nỗ lực của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng vào đúng lúc, thì bạn sẽ tìm được ánh sáng nơi cuối con đường. Xét về phương diện tài lộc, do ảnh hưởng quá mạnh từ cục diện tương xung kết hợp với hung tinh đại hao chủ về hao tài, khiến tài vận của người tuổi Giáp Dần giảm sút đáng kể trong tháng này. Thu nhập từ công việc chính chẳng những không tăng mà còn có thể chịu tổn thất do những sai sót hiệu suất sụt giảm gây ra. Đặc biệt, hãy cẩn trọng với tiểu nhân bên cạnh. Bạn cần nhắc nhở bản thân làm việc cẩn thận, không được để sự sao nhãng hay bất cẩn khiến bản thân tự mua dây buộc mình. Nếu có vấn đề xảy ra, bạn cần kiên trì tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục, quá hung thành cát. Việc kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều khó khăn, làm ăn trì trệ, có thể còn bị thâm hụt vốn. Tháng này chớ nên dội tin những lời dụ mời gọi đầu tư mạo hiểm, kẻo khoản tiền bạc khó khăn làm lụng tiết kiệm mới có được lại bị kẻ xấu lừa gạt, khiến cho tiền mất tật mang. Nhìn chung, tháng này bạn hầu như không có hoặc có rất ít vận may tài chính, nên cần hạn chế đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Nhất là những việc liên quan đến tiền bạc, vay mượn, thế chấp lại càng phải cẩn trọng. Tiến hành bất cứ đầu tư nào cũng cần tìm hiểu kỹ càng, tránh bị lừa gạt. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, không may cho người tuổi Giáp Dần là chuyện tình cảm tháng 11 âm lịch này cũng không được suôn sẻ. Đó là nguyên nhân chính khiến bạn bị ức chế tinh thần, luôn cảm thấy buồn bực và không hứng thú với bất kỳ chuyện gì khác. Gia đạo bất an, cha mẹ và con cái có điểm xung khắc. Bạn nên tìm cách nói chuyện nhẹ nhàng và tâm sự, giảng giải cho con hiểu thay vì quát mắng, nạt nộ sẽ chỉ càng dễ phản tác dụng. Xét về phương diện sức khỏe, nhìn chung, nếu bản mệnh là người chăm chỉ rèn luyện và có ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân, thì tình hình sức khỏe trong tháng mới không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, trong tháng nguyệt lệnh lâm cung, ngũ ý vận khí đang có sự suy yếu dần, vì thế, bản mệnh cũng không nên chủ quan, coi thường việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và những người thân trong gia đình. Hơn nữa, chuyện công việc, tiền bạc khiến cho con giáp này mất ăn mất ngủ, sức khỏe đi xuống cũng tốn kém thêm một khoản kha khá. Vì thế, những người tuổi Giáp Dần tốt nhất nên biết chăm sóc cho bản thân để tránh mất tiền không cần thiết. Khẩu quyết, điều bạn mong chờ nhiều càng thất vọng, thậm chí có người còn cố tình lừa dối bạn. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Con số may mắn, 80, 44 và 90.
Tử Vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng 12 âm lịch hay còn gọi là tháng cũ mật, người tuổi Giáp Dần được dự báo phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Vận trình tháng mới có thăng có trầm, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có nguyệt lệnh lâm quan đế, nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao, nên con giáp này vẫn phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, bạn tốt nhất nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bạn tới đâu. Thay vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm xuể. Tháng này nên hạn chế xử lý những việc lớn, đặc biệt tháng này Giáp Dần chịu tác động bất lợi từ hung tinh Thái Tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh, xuất hiện điềm báo có thể bị ganh đua ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó bạn càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Khi gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu có thể kiên trì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận những lời khen từ cấp trên, có thể bạn còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa đấy. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Xét về phương diện tài lộc, tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tuy công việc vẫn còn nhiều, mối lo toan sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của bạn, bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình. Nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn ổn, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình trong tháng cuối năm với đủ chuyện phải lo này. Tháng này, dù Giáp Dần không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng tình hình tài chính không quá ảm đạm, cũng bởi bạn luôn có những khoản tích lũy dự phòng. Nên kể cả không có khoản thu đáng kể nào trong tháng này, thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tới cuối tháng, người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương, thưởng Tết bắt đầu đổ về túi. Tình hình khó khăn sẽ được giải quyết phần nào, bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các kế hoạch sau Tết. Với người làm kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong cả tháng Chạp đòi hỏi bạn phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp. Có như vậy, lợi nhuận mới đổ về túi. Tuổi Giáp Dần cũng đừng vội ra quyết định đầu tư vội vàng, dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi thời điểm thích hợp hơn. Bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Đó là tháng cận kề Tết Nguyên Đán, nên nhu cầu sắm sửa tăng cao. Bạn tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều, nên chưa thể phung phí. Ở thời điểm này, làm ăn hùng hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa gạt thời điểm cuối năm. Xét về phương diện sức khỏe, trong tháng này, sức khỏe của tuổi Giáp Dần cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Bước vào tháng thổ khí cực dưỡng, khiến thể trạng và tinh thần bạn trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ rơi việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học, thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình mong muốn. Khẩu quyết: hãy thận trọng với những ai muốn lôi kéo bạn vào cơ hội làm giàu nhanh. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: trắng, đỏ. Con số may mắn: số 10, 44 và 29. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của anh chị tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Theo sao chiếu mệnh, sao Dân Hán. Dân Hán là trung tinh, năm có sao này chiếu thì công việc làm ăn, tài lộc ở mức trung bình, chưa đạt độ rực rỡ. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật.
Sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn thiên la. Gặp hạn thiên la dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do yếu tố tâm linh tác động mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Thành tâm cầu khấn và sám hối, bệnh nhanh thuyên giảm. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Dần 2024, tiến vào năm Giáp Thìn, quý bạn tuổi Giáp Dần gặp vận niên trư phùng quả, tức là heo gặp lửa, heo quay. Vận niên này mang ý nghĩa heo quay làm vật hy sinh cho người ta sực ngon miệng, còn mình nhận phần thua thiệt. Vì thế, trong năm phàm sự lớn nhỏ gì tuổi Giáp Dần nam mạng cũng phải thận trọng, mỗi khi làm việc cho người khác phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại. Riêng về chuyện tình cảm lại chuyển biến tốt đẹp. Nếu năm rồi vợ chồng thường hay có cuộc cãi giả thì năm nay sẽ không còn gặp cái cảnh ấy nữa. Bầu không khí tình cảm sẽ êm dịu, người cô độc gặp cảnh vui tươi càng hạnh phúc tâm hồn, có khả năng tiến tới hôn nhân. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Dân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Dân Hán hành quả, nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, kỵ nhất giới nam mạng, giới nữ mạng Giáp Dần thì nhẹ hơn phần nào. Hung tinh này thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài, xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Gặp hạn Diêm Dương trong năm cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Nếu đang mang thai, nữ mạng Giáp Dần sẽ bất lợi về chuyện sinh nở. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tăng chế từ xa đưa tới. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Dần 2024, bước sang năm Giáp Thìn, nữ mạng Giáp Dần gặp vận niên trư phùng quả, tức là heo gặp lửa, heo quay. Vận niên này mang ý nghĩa heo quay làm vật hy sinh cho người ta sực ngon miệng, còn mình nhận phần thua thiệt. Vì thế, trong năm phàm sự lớn nhỏ gì tuổi Giáp Dần nữ mạng cũng phải thận trọng, mỗi khi làm việc cho người khác phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại. Riêng về chuyện tình cảm lại chuyển biến tốt đẹp. Nếu năm rồi vợ chồng thường hay có cuộc cãi giả thì năm nay sẽ không còn gặp cái cảnh ấy nữa. Bầu không khí tình cảm sẽ êm dịu, người cô độc gặp cảnh vui tươi càng hạnh phúc tâm hồn,
có khả năng tiến tới hôn nhân. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh, tiền tình. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn diêm dương năm 2024. Hạn diêm dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.